Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì bấm nút đăng ký để xem những video clip bài giảng mới nhất của kênh Thầy Liêm nha. Trong video clip này thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5, trang 153, ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng tiếp theo nha. Giờ mình sẽ làm bài 1 trước nha. Viết các số đo sao dưới dạng số hợp phần. Như vậy số hợp phần là số có dấu phẩy đúng không nè. Rồi câu A có đơn vị đo là km. 4 km 382 m. Như vậy là mình sẽ đổi cái 4 km này để nguyên đúng không nè. Còn lại là 382 m thì phải đổi qua km đúng không nè. Từ mét đổi qua km thành mình phải chia cho bao nhiêu nè. Chia cho 1.000 đúng không nè. Như vậy 382 chia 1.000 thì là 0,382 đúng không nè. Còn này là 4, 4 cộng với 0,382 thì sẽ bằng 4,382 km đúng không nè. Giờ bên đây cũng vậy, đại mét này mình đổi qua km mình phải chia cho 1.000. Như vậy 79 chia 1.000 là 0,079 cộng với 2 là 2,079 đúng không nè. Còn 700 m này mình đổi qua km mình chia cho nghìn, như vậy 700 chia 1.000 bằng 0,7 đúng nè. Vào câu B, các đơn vị đo là mét. Như vậy là mình sẽ đề cái decimet này mình sẽ chuyển qua mét. Như vậy mình phải chia cho bao nhiêu nè. Chia 10 đúng không. 4 chia cho 10 bằng 0,4 cộng với 7 nữa là 7,4 đúng nè. Này cm đổi qua mét thì phải chia cho bao nhiêu nè. Chia 100 đúng không nè. 9 chia 100 bằng 0,09 cộng với 5 là 5,09 đúng nè. Tiếp đến là 75 mm này mình sẽ đổi qua mét, chia cho 1.000 đúng không nè. Như vậy bằng 0,075 cộng với 5 nữa là 5,075 đúng không nè. Giờ bài 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử cho bài 1, sau đó đối chiếu qua kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bây giờ thầy sẽ làm bài 1 nha. Rồi như vậy là 4 km 380 m mình đổi qua km đúng không nè. Như vậy mà 282 này mình mét đổi qua km thì mình chia cho 1.000 đúng không nè. 382 chia 1.000 là 0,382 cộng với 4 nữa là 4,382 km đúng không nè. Rồi tiếp theo là 2 km và 79 m. 79 này mét này đổi qua km thì mình phải chia cho 1.000 đúng không nè. Thì 79 chia 1.000 bằng 0,79 cộng với 2 là 2,079 km đúng không nè. 700 m mình đổi qua km mình chia cho 1.000 thì là 700 m chia 1.000 bằng 0,7 km đúng không nè. Mình sẽ qua câu B luôn nha. Giờ mình qua tiếp câu B nha. Giờ như vậy mình sẽ đổi qua đơn vị mét đúng không nè. Như vậy decimet mà đổi qua mét thì chia cho 10 đúng không nè. 4 chia cho 10 bằng 0,4 cộng với 7 là 7,4 m đúng không nè. Rồi cm này 9 cm này mình sẽ đổi qua mét luôn. Cm đổi qua mét thì chia cho 100 đúng không nè. 9 chia 100 bằng 0,09 cộng với 5 là 5,09 m đúng nè. Tiếp đến là 5 m 75 mm. 75 mm này đổi qua mét thì mình phải chia cho 1.000 đúng nè. 75 chia 1.000 thì bằng 0,075 cộng với 5 nữa là 5,075 m đúng nè. Giờ bài 1 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem. Mình sẽ qua bài 2 luôn nha. Giờ mình qua tiếp bài 2 nha. Viết các số đo sao dưới dạng số hợp phần. Rồi câu A có đơn vị đo là kg. Giờ như vậy là mình sẽ chuyển cái gam này, đổi đơn vị gam này qua kg đúng không nè. Này kg đúng rồi. Còn này là 350 g đổi qua kg thì chia cho 1.000 đúng nè. Như vậy 350 chia 1.000 bằng 0,35 cộng với 2 là 2,35 đúng nè. Rồi tương tự đây 65 g này mình đổi qua 1.000 thì mình đổi qua kg thì mình chia cho 1.000 đúng nè. Như vậy là 65 chia 1.000 bằng 0,065 cộng với 1 là 1,065 đúng không nè. Giờ câu B mình sẽ đổi qua tấn đúng nè. Kg đổi qua tấn thì mình sẽ chia cho bao nhiêu nè. Chia cho 1.000 đúng không nè. Như vậy là 760 chia 1.000 bằng 0,76 cộng với 8 này là 8,76 đúng không nè. Giờ tiếp theo là 2 tấn 77 kg. Kg đổi qua tấn thì mình phải chia cho 1.000 đúng nè. Như vậy 77 chia 1.000 bằng 0,077 cộng với 2 là 2,077 đúng không nè. Giờ bài 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử chiếc bài 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài 2 câu A nha. 2 kg
À, 350 g. À, 350 g này đổi qua kg thì mình chia cho bao nhiêu nè? Chia cho 1.000 đúng không nè? Thì 350 chia 1.000 bằng 0,35 cộng với 2 này nữa là 2,35 kg đúng không nè? À, tiếp theo là một kg 65 g. À, 65 này gam này mà đổi qua kg thì mình đã chia cho 1.000 luôn đúng không nè? Như vậy 65 mà chia cho 1.000 là 0,065 cộng với 1 nữa là 1,065 kg đúng không nè? Giờ mình qua câu B luôn nha. À, câu B à. Giờ 8 tấn 760 kg à, mình đổi kg này qua tấn đúng không nè? Như vậy là mình sẽ chia cho 1.000. Giờ 760 chia 1.000 bằng 0,76 đúng không nào? Cộng với 8 nó là 8,76 tấn đúng không nè? À, tiếp đến là 2 tấn 77 kg. Kg đổi qua tấn thì chia cho 1.000. Bây giờ là 77 chia cho 1.000 cộng với 2 luôn nha. Vậy là 2,077 tấn. Đúng nè. Giờ bài 2 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình qua bài số 3 luôn nha. À, viết số hít hợp vào chỗ chấm. À, bài số 3 nha. Viết số hít hợp vào chỗ chấm. Như vậy là mình câu A là đổi từ mét qua cm. Mét qua sân mét thì nhân cho bao nhiêu nè? À, nhân cho 100 đúng không nè? Rồi kg đổi qua gam thì nhân cho bao nhiêu nè? Nhân cho 1.000 đúng không nè? Giờ 0,075 km đổi qua mét thì mình cũng nhân cho bao nhiêu nè? Cho 1.000 đúng không nè? Giờ mình lấy 0,075 nhân cho 1.000 nha. Rồi tấn đổi qua kg mình cũng nhân cho 1.000, như vậy là 0,08 nhân cho 1.000 là đổi ra kết quả đúng nè. Và bài số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài bài số 3 nha. Câu A 0,5 m đổi qua sân mét thì nhân cho 100 đúng không nè? Như vậy 0,5 nhân 100 là 50 cm đúng không nè? Còn cái 0,075 km đổi qua mét thì mình phải nhân cho 1.000 đúng không nè? Như vậy là 0,075 nhân cho 1.000 bằng 75 mét đúng không nè? Giờ câu C là 0,064 kg đổi qua gam thì mình cũng nhân cho 1.000 đúng nè. 0,064 nhân cho 1.000 thì bằng 64 gam đúng nè. Tiếp đến câu D là 0,008 tấn đổi qua kg thì mình cũng nhân cho 1.000. Thì là 0,08 nhân cho 1.000 bằng 80 kg đúng không nè. Giờ bài 2 này, bài số 3 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. À, mình qua bài số 4 luôn nha. Giờ mình qua bài số 4 nha. À, viết số hít hợp vào chỗ chấm. À, câu A 3576 m đổi qua km. Như vậy một từ mét mà đổi qua km thì mình phải chia cho bao nhiêu nè? Chia cho 1.000 đúng không nè? Như vậy là 3,3576 chia cho 1.000 sẽ bằng 3,576 đúng không nè? Rồi tiếp đến là câu B. Từ cm này đổi qua 1 m, qua mét thì mình cũng chia đúng không? Chia cho bao nhiêu này? Chia cho 100 đúng nè. Rồi, còn câu C. À, 5.360 kg mình đổi qua tấn. Từ kg đổi qua tấn thì mình chia cho bao nhiêu nè? Cho 1.000 đúng nè. Rồi. Còn câu D thì là 657 g đổi qua kg. Từ gam đổi qua kg thì mình cũng phải chia cho bao nhiêu nè? Chia cho 1.000 đúng không nè? Rồi. Cái bài 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 4 luôn nha. Như vậy là câu A là 3576 m đổi qua km. Từ mét đổi qua km là mình chia cho 1.000 đúng không nè? Như vậy là 3576 chia cho 1.000. À, thì mình sẽ lùi lại dấu phẩy qua đây, sẽ nằm đây đúng không nè? Vậy là 3,576 km đúng không nè? À, bây giờ câu B là 53 cm đổi qua mét thì mình chia cho bao nhiêu nè? Chia cho 100 đúng không nè? Như vậy 53 này chia 100 thì mình lùi dấu phẩy qua qua đây, như vậy là nằm đây đúng không nè? Một số, hai số, rồi đây số 7 sẽ nằm đây. Như vậy có số 0 ở trước, như là 0,53 m đúng không nè? Rồi câu C là 5.360 kg đổi qua tấn thì mình chia cho 1.000 đúng không? Như vậy là 5.360 đổi chia cho 1.000 bằng 5,360 tấn đúng không nè? Còn câu D là 657 g đổi qua kg thì mình chia cho 1.000 đúng không nè? Như vậy là 657
57 đổi qua chia cho 1.000 thì mình lùi số 0 qua đúng không? 1, 2, 3, như vậy 6 phẩy đây, thêm số 0 qua trước là 6 phẩy 0,657 kg đúng nè. Giờ bài số 4 này các em là làm đúng kết quả giống như thầy, để lời nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Video clip bài giảng đến đây là kết thúc. Các em xem video clip bài giảng của kênh thầy Lim, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Lim thì bấm nút đăng ký, bấm chuông để được xem những video clip bài giảng mới nhất của kênh thầy Lim nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.